À, một trận cầu điên rồ, không nói gì về trận đấu này. Cái chuyện lần cả một ý thấy của tôi là sao? Ý thấy của tôi. Ý thấy của tôi là sao? Ý thấy. そうですね。まあ見てる方々には非常に面白い試合だったんじゃないかなと思います。thì về trận đấu ngày hôm nay thì với những cái khán giả mà quan sát trận đấu ngày hôm nay thì là một trận đấu khá là hay, mình ra khá là hay. 私もベトナムに来て、こういうまあ外国人に非常に頼るようなサッカーに打ち勝ちたいというふうに思って今チームを作っています。Thì tôi quan sát là bóng đá Việt Nam thì bây giờ là đang nhờ vào các cái cầu thủ ngoại nhiều quá, thì tôi đang muốn là hạn chế cái sự phụ thuộc vào cái những cái cầu thủ ngoại đó, và tôi đang cố gắng là tạo một cái độ như vậy ạ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với bộ phim này. Nhưng mà vẫn còn là một cái sự phụ thuộc vào cái sự phụ thuộc vào thì tôi cũng đang cố gắng để cải thiện cái việc đó, và tôi sẽ cần thêm phải thời gian nữa có thể là làm cho cái đội tôi có thể chơi tốt hơn. Nữa. Ông nói vậy có phải là ý ông là các đội ngoại biên giúp Nam Định họ chiến thắng không? Thì kiểu Nam Định FC が勝ったっていうのが外国人選手のおかげですか？おかげ勝つチームは全て全選手のおかげです。Thì cái việc mà chiến thắng của đội bạn thì là do cái thành quả mà cả đội bạn đã cùng nhau phối hợp và có được ạ. それぞれには別々のタスクがありますか？Thì nó có nhiều những cái giai đoạn khác nhau. そういう話をしてるわけじゃないです。Thì tôi không ý tôi không phải là cái việc chiến thắng là đến từ những cái cầu thủ ngoại như vậy ạ. サッカーの質の話です。Thì tôi đang chỉ nói về cái câu chuyện mà bóng đá thôi. Ở trận đấu trước thì huấn luyện viên của Câu lạc bộ đã chia sẻ rằng là các cầu thủ hồi xưa chưa theo đá theo cái triết lý của ông. Về sau từ trận đấu trước cho đến trận đấu này thì điều gì mà ông cảm thấy là các cầu thủ đã cải thiện được rồi, điều gì thì chưa? Về ảnh hưởng đến thế này hay thế này. Thay trên sản phẩm gạo một số chuyên gia chỉ đạo trên đôi như ta sẽ là tập thì ảnh hưởng sai mất cái độ về cùng nghĩ sẽ nó chơi để nên là cái gì là để làm. 実際に逆転まで持ってきましたし、2戦前とはまた違いますよ。thì hôm nay cái đội của tôi đã có những cái cố gắng là nỗ lực mà các bạn đã chơi rất là tốt hơn rồi, và trong trận đấu hôm nay các bạn đã ghi được bàn để hòa và cũng có một cái tình huống mà vươn lên dẫn trước một bàn. いずれにしてもその今うちはチームを作り変えている状況ですので、はい、勝ち負けはついていきますけども、それ以上に、どんどんチームを改善していって、より良いチームをしていくということが大事だと思いますね。thì cái đội của tôi cũng đang trong cái giai đoạn mà hình thành như một cái lối chơi mới, một cái đội mới, thế nên là nó sẽ có trận thắng trận thua. Nhưng mà thông qua những cái trận thắng trận thua đó thì tôi sẽ cải thiện dần và cũng như là rút ra những cái bài học có thể cải thiện cái đội của tôi ạ. Hà Nội thì đã thất bại trước những cái đội bóng mà đang đua vô địch như là Thanh Hóa hay là Nam Định. Thì cá nhân ông thì ông nghĩ là その Champion になる可能性チームに対して、負けたりはしたんだけど、ハノイ FC がその Champion になる可能性とかそれについて何かありますかと。それを話すのは解説者の仕事かなと思います。thì cái việc đấy thì nó chưa nói trước được điều gì cả. Thì cái này nó phụ thuộc vào việc mà tôi sẽ phải nỗ lực qua từng trận đấu ạ. 僕たちは現場の仕事ですので、先ほど言ったようにチームを作り変えていく最中ですので、それを毎日毎日やっていくだけですね。で、tôi sẽ phải cải thiện dần của đội tôi và tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực từng trong một trận đấu từng trận đấu một. Dưới sân thì hai đội đã có những trận đấu là thứ hai của V-League, còn ở đấu này không nhận của khán đài, cái sự cuồng nhiệt khán đài nó tác động như nào đến tâm lý và cái trận đấu này? 今日試合なんかその両方のチームがいい試合が貢献ができたんだけど、そのスタンドの感染者の熱心とか、それそれが、うちのチームがどういう影響とかが与えられたんですかと。うちのチームの選手は
アウェーのこの雰囲気の中でよく戦ったと思います。うん、thì cái đội à cái cổ động viên của đội nhà là các bạn ấy đã rất của tôi rất nhiệt tình mà đội tôi cũng đã vượt lên cái sự đó và đội tôi đã cố gắng chơi rất là tốt ạ. ただナムディンというチームの相手チームに対しての力になったのは間違いないと思いますし、まあそれがサッカーの素晴らしさだと思いますね。thì cái việc mà các bạn đã công hiến được những cái tình huống rất là đẹp và những cái giây phút rất là nghẹt thở thì đó là cái nét đẹp cái hay của bóng đá. Xin mời câu hỏi cuối cùng. Tôi hỏi một câu là ngoài ba bàn thua phải nhận thì ngày hôm nay các cầu thủ để mất bóng khá là nhiều ở khu vực giữa sân. Ngoài ba bàn thua phải nhận thì theo ông thì cái đấy nó là do cái việc vận hành lối chơi chưa tốt hay là bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan là mặt sân? Sân tiền của mình sự ý giải và そんなに奪われた印象は持ってないです。今のところ映像見てないんだなと思いませんが。thì tôi cũng không có quá nhiều ấn tượng về cái việc mà đội tôi bị mất bóng nhiều ở khu vực giữa sân. thì tôi cũng sẽ phải quay về và tôi sẽ phải xem thêm video cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi quan sát phân tích lại. はい、ありがとうございます。